Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn làm YouTube cùng YouTube Creators. Trong video này, chúng mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để thiết lập Super Chat và hình dán đặc biệt và đưa các phương pháp hay nhất để hướng dẫn những nhà sáng tạo nội dung cũng như người xem dùng các tính năng này một cách hiệu quả. Bật mí rằng những mẹo này có thể giúp bạn tăng khả năng kiếm tiền trên kênh của mình. Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu rõ Super Chat và hình dán đặc biệt là gì. Super Chat và hình dán đặc biệt là những tính năng giúp bạn khai thác nguồn doanh thu và kết nối gần hơn với người xem trong lúc phát trực tiếp và công chiếu video. Các tính năng này giúp người xem theo dõi nổi bật trong lúc trò chuyện trực tiếp bằng cách mua tin nhắn trò chuyện và làm nổi bật hình ảnh động. Vậy Super Chat và hình dán đặc biệt hoạt động như thế nào? Khi xem video phát trực tiếp hoặc công chiếu có bật trò chuyện trực tiếp, người xem có thể mua Super Chat nhiều màu sắc hoặc mua hình dáng đặc biệt hiệu ứng động, nổi bật được ghim trên đầu cuộc trò chuyện trong một khoảng thời gian nhất định. Số tiền mua càng nhiều thì tin nhắn càng được nổi bật và tin nhắn được ghim càng lâu ở đầu ô trò chuyện. Liệu có phải ai cũng có thể dùng Super Chat và hình dáng đặc biệt? Để sử dụng được tính năng này thì kênh của bạn phải bật chức năng kiếm tiền và bạn phải ở một địa điểm đủ điều kiện. Các tính năng này không hoạt động nếu bạn tắt tính năng trò chuyện trực tiếp hoặc nếu video của bạn ở chế độ không công khai, riêng tư, dành cho trẻ em hoặc bị giới hạn độ tuổi. Các tính năng này cũng có thể không hoạt động trên video công chiếu và video có chứa nhạc do bên thứ ba sở hữu. Vậy, làm thế nào để nhà sáng tạo nội dung có thể thiết lập Super Chat và hình dán đặc biệt trên YouTube? Điều tuyệt nhất chính là YouTuber có thể bật tính năng vô cùng đơn giản, chỉ cần một lần nhấp chuột. Để bật Super Chat và hình dán đặc biệt, hãy truy cập vào YouTube Studio. Ở trình đơn bên trái, bạn có thể chọn ô tìm kiếm. Trên trình đơn ở đầu trang, chọn Super và chọn bắt đầu và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Sau khi hoàn tất thiết lập sử dụng, những tính năng này sẽ tự động hoạt động theo cuộc trò chuyện trực tiếp của mọi sự kiện trực tiếp cũng như công bố trên video của bạn. Khi đã thiết lập xong, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để quản lý các chức năng này khi phát trực tiếp? Khi phát trực tiếp, các nhà sáng tạo nội dung có thể kiểm duyệt Super Chat và hình dán đặc biệt như cách bạn và người kiểm duyệt vẫn luôn quản lý và xem xét những tin nhắn trò chuyện trực tiếp. Để ngăn chặn các tin nhắn có khả năng không phù hợp, bạn nên sử dụng danh sách các từ bị chặn của kênh để tối ưu hóa. Người dùng bị cấm, bị chặn hoặc hết thời gian chờ không thể mua Super Chat hoặc hình dán đặc biệt. Bạn và người kiểm duyệt có thể xóa các tin nhắn có trả phí mà vẫn giữ lại được tất cả những thu nhập trên kênh. Các bạn có tò mò về cách người dùng thực hiện giao dịch mua tùy theo cách mà bạn phát trực tiếp hay không? Mình biết các bạn đang ở đây là đang rất là tò mò và bây giờ mình sẽ giải đáp cho các bạn. Nếu bạn dùng thiết bị di động, bạn có thể nhấn vào biểu tượng tùy chọn xem trò chuyện trong cửa sổ phát trực tiếp rồi nhấn vào Super Chat để xem những tin nhắn trả phí. Nếu bạn phát trực tiếp qua webcam, bạn chỉ cần theo dõi Super Chat và hình dán đặc biệt trong cửa sổ trò chuyện chính. Nếu bạn dùng mã hóa thì bạn chỉ cần mở tiện ích theo dõi các hoạt động của người xem trong phòng điều khiển sự kiện trực tiếp để xem cửa sổ bao gồm tất cả Super Chat và hình dán đặc biệt. Để xem trực tiếp các giao dịch khi bạn phát trực tiếp, hãy truy cập vào YouTube Studio rồi chọn kiếm tiền trên trình đơn ở bên trái. Trên trình đơn ở đầu trang, chọn Super, bạn đã thấy những giao dịch mua mới nhất tại ô hoạt động Super Chat và hình dán đặc biệt của bạn. Để xem thông tin về mọi giao dịch, nhấn vào xem tất cả. Nhà sáng tạo nội dung sẽ dùng những cách nào để khuyến khích người xem sử dụng tính năng này? Vô cùng đơn giản. Đầu tiên, YouTuber có thể cung cấp và nêu bật giá trị của người hâm mộ. Bạn cần truyền đạt với người xem lý do họ nên đón xem video này của bạn. Bạn đang gây quỹ cho một điều gì và cách sử dụng Super Chat hình dán đặc biệt. Bạn có thể quảng bá việc truyền tải lên các mạng xã hội trước khi phát trực tiếp và dành vài phút đầu cho sự kiện để thông báo cho người hâm mộ. Hãy giúp người xem hiểu Super Chat sẽ đóng góp những điều gì. Đó là thiết bị mới, ý tưởng cho video, video nhạc nếu bạn là một nghệ sĩ hoặc sự ủng hộ chung của bạn và đội ngũ của bạn. Người xem muốn hiểu rõ sự ủng hộ và giúp ích của bạn như thế nào nên bạn cần làm rõ mục tiêu của mình. Nếu như bạn đã theo dõi kênh YouTube Missy Gaming, không quá khó để nhận ra rằng tộc trưởng Độ Missy luôn nhận về rất nhiều lượt donate từ khán giả, trong đó có cả những người sử dụng Super Chat và hình dán đặc biệt. Anh Độ cũng luôn công khai về số tiền donate gần nhất vào tháng 12 và dành cho chúng dự án từ thiện góp gạch xây trường cho các bạn trẻ khó khăn ở những vùng xa. Chính những hoạt động ý nghĩa này đã giúp con số donate của Độ Missy trong tháng 12 mỗi năm lên đến con số khủng dao động từ 300 đến 500 triệu đồng. Nhà sáng tạo nội dung cũng có thể cảm ơn và thể hiện sự cảm kích đối với những người theo dõi và ủng hộ thông qua Super Chat và hình dáng đặc biệt. Cách hay nhất để thể hiện sự cảm kích chân thành cho những khán giả đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua là gọi tên của họ và giữ lời cảm ơn sâu sắc. Khán giả sẽ cảm thấy mình trở nên thật là đặc biệt trong buổi công chiếu của bạn. Nếu đối với người hâm mộ không có gì hấp dẫn vào việc được nghệ sĩ hay là nhà sáng tạo nội dung
yêu thích và gọi tên mình theo một cách đặc biệt để tri ân. Một số nhà sáng tạo và nghệ sĩ có khoảng nghỉ cho Super Chat để cảm ơn hàng loạt những người sử dụng tính năng này nhằm kiểm soát nhịp độ chung của một sự kiện. Khi người hâm mộ cảm thấy họ đang nhận được một điều gì đó có khả năng là họ sẽ ủng hộ và tăng lên. Nhà sáng tạo nội dung có thể tạo được bầu không khí vui vẻ, ngẫu hứng và liên tục thử nghiệm những điều mới. Bạn có thể sử dụng tính năng Super Chat và hình dáng đặc biệt cho cách truyền thông thông minh hơn, khuyến khích người xem trò chuyện và trả lời những câu hỏi. Điều này làm người xem cảm thấy được lắng nghe này, một phần của buổi trực tiếp. Nếu dùng Super Chat trong video công chiếu bạn không thể phát được trực tiếp, hãy phản hồi vào những bình luận, câu hỏi Super Chat trong cuộc trò chuyện bằng cách đề cập đến người gửi với ký tự a+superchat là lựa chọn có thể phù hợp với bất kỳ một loại nội dung nào. Bạn có thể thử nghiệm tính năng này với nhiều nội dung mới, hấp dẫn và thú vị như tổ chức các buổi về Q&A rồi dùng Super Chat để nhận những câu hỏi trò chuyện. Bạn có thể quay vlog trực tiếp để khán giả xem phóng sự hậu trường, sử dụng những tính năng này để ăn mừng, ủng hộ cột mốc và còn nhiều điều hơn thế nữa. Cuối cùng, để thu hút được một lượng quan tâm lớn từ khán giả cho mỗi video của bạn, hãy luôn quảng bá cho sự kiện của chính mình. Bên cạnh Super Chat và hình dáng đặc biệt, còn rất nhiều tính năng khác được tối ưu như sử dụng thẻ cộng đồng này, tính năng câu chuyện hoặc mạng xã hội để quảng bá trước những sự kiện trực tiếp cảm ơn người xem ngay sau khi phát xong. Bạn có thể cân nhắc đến những lời cảm ơn với những người đã gửi Super Chat cho bạn như một cách ghi nhận sự ủng hộ của họ từ tận đáy lòng. Trên đây là những tips và chia sẻ về Super Chat và hình dáng đặc biệt mà MeTube Creator muốn đem đến, mong muốn chia sẻ đến những nhà sáng tạo nội dung đang theo dõi ở trên YouTube. Hãy cùng đăng ký và theo dõi MeTube Creator để xem những thông tin mới nhất tới từ YouTube. Chúng mình là MeTube Creator, YouTube khó, có MeTube Law.